Chào bạn. Một ngày vừa qua của bạn thế nào rồi? Công việc cùng những mối quan hệ có làm bạn cảm thấy cần một nơi nào đó để thả lỏng mình một chút không? Nếu câu trả lời là có, hôm nay Phonos sẽ giúp bạn được thoải mái hơn sau một ngày dài nhé. Giờ bạn hãy nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, ở bất kỳ tư thế nào, miễn là bạn cảm thấy thoải mái. Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và từ từ đưa hai bàn tay chạm vào hai bên thái dương. Bạn chậm chậm xoa đều, cảm nhận đầu óc mình giãn ra một chút, tạm gác công việc và những mối suy tư khác sang một bên. Hãy để Phonos dẫn bạn bước vào một khu thị trấn nhỏ được bao phủ bởi màn đêm, để bạn được lắng nghe những âm thanh thường bị át đi bởi những ồn ào tấp nập của cuộc sống hàng ngày. Hoàng hôn đã xuống từ lâu. Bạn dễ dàng nhận thấy điều đó khi vài tia nắng đỏ cam cuối cùng tỏa ra từ quả cầu lửa. Mặt trời cũng dần tắt ngấm phía sau những mái nhà nhuộm màu rêu phong cũ kỹ. Bóng đêm vội vàng ập xuống khu thị trấn nhỏ. Bóng đêm giống một chàng kỵ sĩ ẩn nấp sau cánh cửa nào đó từ rất lâu rồi, trốn cái nắng hanh hao của dòng người vội vã, xôn xao của ban ngày. Để rồi, đến khi tia nắng cuối cùng còn sót lại cũng rơi xuống, chàng ta ngay lập tức đóng sập cánh cửa mà ban ngày vẫn dựa vào đó để ẩn nấp, chốt then cài và hiên ngang bước ra. Chàng không quên mặc bộ quần áo đen huyền và mang theo mình tấm áo khoác rộng cũng đặt một màu huyền bí như thế. Chàng kỵ sĩ bóng đêm cứ tiến từng bước một cách khoan thai, rảo khắp thị trấn nhỏ. Chàng bước đến đâu, từng đường nét của cảnh vật lại được choàng tấm áo lớn đến đấy. Chỉ trong thoáng chốc, cả thị trấn đã chìm vào một cõi yên tĩnh, nhuộm màu đen đặc. Và trong tấm áo rộng thùng thình, ngỡ như chàng kỵ sĩ đã dang cả hai cánh tay vững chãi ra, ôm trọn vào lòng cả khu thị trấn nhỏ. Thị trấn về đêm lúc nào cũng mang cái không khí yên tĩnh như thế, dẫu cho ban ngày nó cũng náo nhiệt, ồn ả, chẳng kém mấy con phố lớn đông đúc ngoài quốc lộ. Thị trấn nép mình ở một chốn riêng, một mình một cõi, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ấy vậy mà mọi sự xôn xao của ban ngày từ ban nãy như vẫn còn văng vẳng trong thinh không. Để rồi thật lâu sau mới hoàn toàn tắt ngấm trong chút nuối tiếc, dừng chỗ cho cái tĩnh lặng của bóng đêm.
Cái sự tĩnh lặng ấy có thể khiến con người ta trút được một cái thở phào nhẹ nhõm, có thể cảm nhận được từng làn hơi của mình nhẹ nhẹ buông ra, và người ta cũng chợt thấy thoải mái hơn khi nghe được tiếng thì thầm phát ra từ cõi lòng mình. Tâm hồn bất giác trở nên nhẹ nhõm. Bởi lẽ giờ đây, trong khoảnh khắc này, người ta chẳng còn phải chịu đựng sự nặng nề khi phải cán đáng những tạp âm thường trực. Bạn đang trở về nhà sau ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Nơi bạn ở chính là khu thị trấn bé xíu, nằm nép mình trong góc khuất này đây. Bạn cho phép mình dạo bước một cách lơ đãng trên con đường ngoằn ngoèo kéo dài trong thị trấn. Bạn tạm gác lại những công việc cũng như mấy mối quan hệ mà bạn vẫn phải đuổi theo mãi miết mỗi tuần 6 ngày. Và cứ đều đặn lặp lại như thế. Thay cho những rối bời đôi khi xảy ra mỗi ngày, bạn thư thái thả mình theo từng đường uốn lượn quanh co. Bạn ngắm con đường, tưởng tượng nó cứ như dáng dấp của một người thiếu nữ điệu đà, đầm thắm vậy. Con đường trong thị trấn cũng không khác nhiều các con đường bên ngoài quốc lộ, không lót đất đá nhuộm màu đỏ, vàng đen như những con đường đất ở quê, hay đôi con đường đến từ hồi ức. Mặt đường được trải một lớp xi măng cứng màu đen xám. Theo thời gian, dưới cái nắng, cái gió và ngàn bước chân người, mặt đường cũng dần phai màu đi nhiều và có khi còn trơ ra cả mấy hòn đá cuội. Bước đi một cách chậm rãi, bạn có thể nghe tiếng gót giày của mình gõ đều đều trên mặt đường. Từng âm thanh phát ra giữa khoảng không, âm vang kéo dài trong chốn tịch mịch, rồi sau đó tan hẳn vào màn không khí bản lãng có lẫn chút sương đêm. Những nặng nề tích tụ trong người bạn cũng theo từng nhịp gõ gót giày mà trôi tuột xuống lòng đường và biến mất. Bóng đêm cứ thế im lặng, khẽ nuốt từng âm thanh theo bước chân dạo đều, trả lại khoảng im ắng thường trực để bạn tận hưởng cái khoảng không rộng lớn mà bấy giờ bạn đứng giữa như một kẻ ngự trị. Phía ven đường, cách tầm chân bước của bạn không quá xa là một cây trứng cá khá to. Nó ở cạnh một ngôi nhà nhỏ mà phía trên mái hiên phủ xuống tấm vải bạc với những đường viền lượn sóng màu xanh dương lấm tấm bụi. Cây trứng cá có lẽ đã yên vị ở đây từ lâu lắm, và nó có vẻ hài lòng với vị trí hiện tại. Cành nhánh của cây dù nhỏ nhưng lại xòe ra rất rộng. Nửa bên trái tỏa ra phía lòng đường, và nửa còn lại thì rủ xuống mái nhà, giống như một con người đang có cho mình một thế tựa vững chãi. Cây trứng cá với dáng dấp như thế lẫn vào trong bóng đêm dưới chiếc áo choàng của chàng kỵ sĩ, cây trông như đang ngủ yên vậy. Thỉnh thoảng ở phía đối diện
ánh sáng từ bóng đèn đường có chút ám bụi, tạo nên mấy vệt sáng lờ mờ phả qua nhành lá một cách nhẹ nhàng. Dưới màn ánh sáng dịu nhẹ ấy, cành lá của cây thoáng trở nên lấp loáng ánh bạc. Nhìn xuyên qua mấy tán lá, thỉnh thoảng bạn thấy lá cây khẽ rung rinh như người đang ngái ngủ mà chợt bị đánh thức nên mới cựa quậy đôi chút. Thứ đánh thức được lá cây chẳng phải là một điều gì quá xa lạ, mà chỉ là cơn gió đêm tinh nghịch lướt qua, hay cái âm ấm của ánh đèn đang áp vào từng chiếc lá nhỏ, xoa xoa từng mặt lá. Cũng như thứ ánh sáng phả ra từ những bóng đèn treo lủng lẳng trên cột điện ấy, mỗi chiếc lá hiện ra rõ ràng hơn. Cái đường viền hình răng cưa xếp đều đặn như tạo hóa đã dập khuôn từ trước. Bạn đã đặt chân đến cạnh gốc cây trứng cá từ lúc nào để có thể ngắm nhìn kỹ hơn sự hoàn mỹ ẩn hiện trong từng đường xếp ấy? Mọi thứ trong cuộc đời này đôi khi không được sắp xếp đều đặn như thế. Giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa thời gian dành cho những mối quan hệ khác và cho chính bản thân mỗi cá thể đang tồn tại trên quả đất này. Nhưng chính vì thế, cuộc sống này mới trở nên thú vị, có phải không? Bạn để cho những chiếc lá nằm trong tầm mắt một thoáng thật lâu, cho đến khi cảm thấy đã đủ. Bạn bắt đầu nhón chân lên và đưa tay luồn vào, vạch từng chiếc lá nhỏ. Những lớp lông tơ mỏng phủ trên mặt lá khẽ chạm vào tay bạn, mang đến một cảm giác nham nhám nhưng không quá khó chịu, mà trái lại còn mềm mại, thoải mái. Đôi mắt bạn thốt nhiên rực sáng giữa màn đêm trước một phát hiện lý thú. Giữa mấy cành nhánh đang vào nhau chằng chịt như một mê cung thu nhỏ ấy, hiện dần ra những trái trứng cá với ba gam màu đỏ, xanh, vàng kết lại thành từng chùm treo lủng lẳng. Trái trứng cá tròn vo như hòn bi ve của trẻ con, da bóng bẩy như được thoa lên một lớp mỡ mỏng. Trước mắt bạn, từng chùm trứng cá cứ nằm lặng lẽ giữa bóng đêm, nấp kín phía sau cành lá, và dường cảm thấy yên tâm dưới sự che chở của hằng hà những thứ bao bọc xung quanh, kể cả trời đất, kể cả tấm áo choàng rộng tên nhuộm màu bóng đêm. Trái trứng cá, lá trứng cá, tất cả nằm dưới tấm áo choàng của chàng kỵ sĩ, cùng chút ánh sáng phả lên trăng trắng thoáng chốc như hòa trộn thành một gam màu của hoài niệm cũ xưa. Cái gam màu vừa đen đen vừa trăng trắng lẫn sắc trầm của màu xanh đỏ vàng ấy kéo bạn về với những hồi ức tuổi thơ. Bạn có cảm giác như mình đang cảm nhận lại được cái vị ngọt lịm của trái trứng cá đang tan ra dần trên lưỡi. Bạn tưởng như mình được nghe bên tai tiếng nổ lớp bớp
của từng trái trứng cá còn non, xanh ngắt, bay ra từ cái ống thụt trẻ con, làm bằng thân trúc chặt ngắn. Bóng đêm yên tĩnh, khiến những âm thanh dội lại từ hồi ức cũng trở nên sắc nét hơn. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy dần xâm chiếm khắp lòng bạn. Trở về với hồi ức của tuổi thơ cũng là một cách bạn cho mình được phép có lại những suy nghĩ của cái thuở còn thơ ngây, đơn giản. Bạn thấy lòng mình dịu đi và tâm hồn cứ như xuôi theo đường ống thụt, dồn những lo toan vào từng trái trứng cá xanh ngắt, bắn cho nó bay cả ra ngoài, nhẹ tên. Những bông hoa màu trắng muốt từ cây trứng cá cũng thỉnh thoảng rơi xuống lòng đường một cách khẽ khàng, như sợ làm thức giấc một cư dân nào đó trong thị trấn. Mỗi bông hoa cứ thế xoay tròn trong không trung cho đến khi hoàn toàn chạm đất. Khi lặng lẽ rơi xuống lòng đường, trong nó vẫn bình thản vô cùng, vì nó biết rõ những ngày qua nó đã trút hết những giá trị của mình cho khu thị trấn nhỏ thông qua những thoáng mùi hương dịu ngọt làm mát mắt những ai ngắm nhìn. Và rồi giờ bạn cũng tạm rời khỏi cái màu kỷ niệm như vẫn đang muốn dùng dằn nếu chân bạn, để tiếp tục chậm chậm xuôi chân theo dải đường thân quen. Đêm cũng đã khuya, nếu như bóng đêm tô đen mọi thứ, thì thứ ánh sáng trăng trắng phát ra từ đèn đường lại chính là điểm nhấn vẽ lại từng đường nét của cảnh vật. Cứ ngỡ rằng bóng đêm và ánh sáng đối chọi nhau, nhưng cũng chính khoảnh khắc này đây, ngay trong khu thị trấn nhỏ, bạn chợt nhận ra vốn dĩ chúng đã luôn hòa hợp như thế. Vì bóng đêm lạnh lẽo nương vào chút ánh sáng ấy mà dường như không quá lạnh lẽo, còn hưởng được chút cảm giác ấm áp nữa. Thật là tuyệt, phải không? Cạnh chân cục điện màu xám nhạt, bỗng nhiên bạn thấy có một vật gì đó cuộn tròn lại, trông như một trái bóng lớn bị xì hơi nên có xẹp đi đôi chút. Thỉnh thoảng trái bóng bị xì hơi đó lại khẽ rung rung lên, khiến bạn tò mò vô cùng. Bạn bước lại gần để xác nhận xem đó là gì. Sau cái nhíu mày vì tò mò, cơ mặt bạn từ từ giãn ra và khóe miệng khẽ mỉm cười khi cái vật thể trông như trái bóng bị xì hơi ấy, dưới ánh sáng của đèn đường, hiện rõ là một chú chó đen như mực, to cỡ một vòng tay ôm của trẻ con. Chú chó đang nằm ngủ. Nó ngủ ngoan và rất ít khi cựa quậy, bởi vì phía trong lòng nó, giữa hai chân trước, là chú mèo nhỏ xíu cũng nhuộm một màu đen đang cuộn tròn. Hai mắt của mèo cứ thế liêm diêm dưới ánh sáng lờ mờ xung quanh. Thỉnh thoảng tai mèo khẽ rung lên nhẹ nhẹ và động đậy bốn bàn chân cũng bé xíu, đạp đạp khẽ vào người chú chó mực, rồi lại tiếp tục nằm im tận hưởng giấc ngủ êm ái. Bạn có thể cảm nhận được một chút sự ấm áp toát ra từ hai con vật. Cái hòa hợp san sẻ ấy cứ ùa ra
ngập đầy dưới mắt bạn. Bạn thấy lòng mình cũng lâng lâng, bởi vì sự ấm áp thì cứ như có một sợi dây kết nối, cứ thế len lỏi, mơn man khắp cõi lòng, khiến bạn thoải mái vô cùng. Tiết trời dạo này cũng dần bắt đầu se lại. Cúi người ngắm hai sinh vật sống nhỏ đang cuộn tròn ấm áp. Nhưng thoảng trong không khí, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Mấy cơn gió nhẹ lướt qua một cách nhẹ nhàng. Gió chẳng có rõ hình thù gì cả, nhưng cảm giác nó mang đến cho con người đôi lúc lại còn mãnh liệt hơn cả những thứ có hình khối rõ ràng. Nó cứ thay đổi âm thanh liên tục, lúc thì u u, lúc thì xào xạc, lúc thì ào ào như thác bão. Và trong số những âm thanh ấy, có thể nhận biết rõ hơn cả là khi gió ma sát với cảnh vật. Lúc này, gió chạm vào da bạn một cách nhẹ nhàng, êm ái. Lực của gió không lớn, nhưng cơ thể bạn vẫn khẽ rung lên một chút. Hơi lạnh đã luồn thật sâu vào da thịt. Dù thế, bạn vẫn chưa muốn về ngay đâu. Bởi lẽ, bạn đã nghe thấy tiếng chim phát ra đâu đó ở phía trên đầu, đánh lạc hướng cơn gió pha lẫn sương đêm đang phả vào lòng bạn. Tiếng chim từ đâu vang đến, như gõ vào lòng bạn từng thanh âm, thầm bảo bạn hãy tạm nhấc đôi mắt mơ màng ra khỏi hai con vật nọ mà tìm kiếm nó giữa khoảng không tràn đầy bóng đêm xen lẫn sắc trắng này. Bạn như đang trôi vào một trò chơi trốn tìm. Thế rồi, chú chim nhỏ chẳng đâu xa mà ở ngay tầm mắt khi bạn ngước nhìn lên. Nó đang đứng trên hàng sợi dây điện đang vào nhau chằng chịt. Chân của chú chim nhỏ xíu trông tựa hai chiếc tăm bông, vậy mà nâng cả thân to hơn gấp nhiều lần. Lúc bạn phát hiện ra, chú cũng ngừng hót, cứ thế nhảy qua nhảy lại trên mấy sợi dây điện. Thỉnh thoảng chú cũng dừng lại, nhưng chẳng làm gì ngoài việc đứng đó và cựa quậy đầu qua lại. Thoáng chốc, có thêm vài chú chim nhỏ khác bay đến. Trên mỏ một chú còn vương lại mấy sợi gì đó như rơm, như cỏ. Phải chăng mấy cơn mưa lớn kèm theo chút bão giông sáng nay đã làm mấy cái ổ chim bay khỏi vị trí cố hữu của nó, bạn thầm nghĩ. Và tệ hơn một chút, có chiếc ổ chim nào đó đã bị gió xé toạc ra ngay trước cả khi rơi xuống thảm cỏ mềm. Để rồi đợi đến khi đêm xuống, khi con người vội vàng chốt cửa cài then, loài chim mới bắt đầu công việc nhặt nhạnh và đan lại tổ. Những chú chim cứ như thế, chưa bao giờ tụi nó ngừng cánh quá lâu vì muốn bỏ cuộc, cũng chưa bao giờ từ bỏ việc phải xây đi xây lại một cái tổ to gấp 2-3 lần thân chim. Dẫu cho điều đó thật sự tốn công sức. Giả như mấy cánh chim bé xíu có mỏi, chúng cũng chỉ dừng lại nghỉ mệt một chút, rồi lại tiếp nối trên con đường đuổi theo những giá trị riêng.
cùng với tầm mắt nhìn lên cao. Bạn trông về phía vầng trăng đang treo phía trên nền trời. Ánh trăng vàng soi sáng cả nền trời tối đen. Qua thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, những áng mây lờ mờ hiện ra. Bạn có thể nhận thấy mây cũng đang bị che khuất bởi tấm áo choàng của chàng kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng dưới vầng trăng, đường nét của mây cũng dần hiển hiện, dù vẫn không rõ ràng lắm. Bạn chợt nghĩ, mình đã không dừng chân lại để ngắm trăng kể từ khi nào nhỉ? Hồi nhỏ, thậm chí bạn còn nhớ mình từng rất say ánh trăng, đến nỗi thích chạy sang nhà lũ bạn rủ rê đi uống từng giọt trăng trong đêm tĩnh mịch. Say đến nỗi có đứa trẻ nào đó, dường như chính là bạn, đã từng ngắm nhìn vầng trăng hình lưỡi liềm thật lâu và khẽ bật cười khúc khích khi nghĩ rằng hình thù trăng lúc đó cứ như cái bánh nướng vàng ươm bị người khổng lồ cắn lấy một miếng. Những đêm trăng rằm, ánh trăng tròn đầy như một trái bóng lăn trên mặt sân, mà sân chính là nền trời ấy. Bạn hồi tưởng lại những đêm trung thu từ thuở còn tấm bé, và như thoáng nghe được tiếng tùng tùng dinh dinh kéo về từ trong ký ức. Bạn nhớ đến vài câu thơ trong bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, như người dưng qua đường. Ánh đèn điện treo trên đầu, dẫu có bám bụi, cũng vẫn sáng quá. Và vầng trăng, dẫu không chiếu sáng một cách tiện lợi bằng, nhưng đâu khi nào bị người ta lãng quên mất đi giá trị. Nó vẫn soi mình cho những góc mà đèn đường tắt ngấm hồi lâu, không ai thấy. Nó vẫn thắp sáng cho giấc mơ của những người trẻ khi đưa mắt hướng qua khung cửa sổ, lúc xung quanh nhà tối đen như mực. Và dù cho ánh đèn điện có phổ biến hơn, thì trong những đêm trung thu, lũ trẻ con vẫn thích trái bóng vàng treo trên nền trời nhất, nơi mà trong mỗi giấc chiêm bao có chú cuội, chị Hằng khẽ vẫy tay mỉm cười. Cách chỗ bạn đứng vài bước chân có một ngôi nhà với phần mái được lợp tôn màu xanh lá nhạt. Đa phần những ngôi nhà trong thị trấn đều có mái lợp như thế, nhưng ngôi nhà này dễ dàng gây sự chú ý bởi lẽ qua khung cửa sổ đang song thép không gắn kính đang tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ. Khi đã đứng gần đối diện và lén nhìn qua mấy khe cửa sổ, bạn phát hiện hóa ra thứ ánh sáng ban nãy là toát ra từ cây đèn dầu kê trên chiếc bàn gần đó. Bạn thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ ngày nay vẫn còn có người dùng đèn thắp bằng dầu. Bạn tưởng chừng nó đã cổ xưa lắm rồi, vì khi công nghệ phát triển thì ánh đèn cũng được nâng cấp lên rất nhiều, đủ những loại khác nhau tùy theo nhu cầu người sử dụng. Thế nhưng thực tế lại cho bạn thấy rằng giữa lòng không gian hiện đại vẫn còn rất nhiều người giữ lại cho mình trong những hoài niệm cũ xưa. Hay có lẽ ban ngày họ vẫn xuôi theo cuộc sống vội vã ồn ả, đợi đến khi đêm về, bàn tay lúc này mới khẽ nhẹ nhàng tra dầu và thắp lên ngọn đèn
đến từ quãng tuổi thơ, rồi chìm vào một giấc ngủ bình yên cùng sự vỗ về của hồi ức. Từ ngọn đèn dầu, một thứ mùi hăng hắc nhẹ khẽ phả ra rồi trôi bảng lãng trong không khí. Cái mùi ấy cũng quẩn quanh khoang mũi của bạn và làm bạn cảm thấy bùi ngùi hơn bao giờ hết. Mùi này quen thuộc quá phải không? Mà bất cứ điều gì quen thuộc cũng đều dễ dàng khiến lòng người trở nên vững tin hơn, thoải mái hơn. Trong lòng của một số đứa trẻ mang thân xác người lớn, ánh đèn dầu, mùi của đèn dầu cũng như làn khói của nó có lẽ đã neo giữ những hồi ức thân quen, ngọt ngào, có khi còn gắn với bóng hình người mẹ từng thắp sáng hằng đêm thâu. Cạnh vách tường của ngôi nhà với ánh đèn dầu ấy, mấy chiếc ghế màu xanh và đỏ được xếp gọn gàng. Tựa phía bên ngoài chồng ghế là một cái bảng hiệu đã cũ, nét chữ trên đó đã ướm màu thời gian và lớp sơn trắng cũng bong ra gần hết. Mọi vật đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, nấp dưới tấm áo choàng bóng đêm, bình an với sự chở che ấy và tự thưởng cho mình một giấc ngủ mơ, những giấc mơ dịu ngọt vì có sự bảo bọc, nâng niu. Khung cảnh đêm ở khu thị trấn này không giống với những con phố ngoài quốc lộ. Mọi người ở đây đi ngủ từ rất sớm để có thể dậy cũng thật sớm như thế vào sáng mai. Có khi mới tầm 1-2 giờ sáng, bạn đã có thể nghe tiếng nhào bột và mùi hương bánh mì vừa mới ra lò xông vào cánh mũi thơm phức. Hoặc có khi mới 3-4 giờ sáng, làn khói dung dị đã bay lên nghi ngút từ nồi nước sôi sùng sục. Nhịp sống mưu sinh buộc con người ta phải thích ứng dần với những khung giờ như thế từ rất xưa, chứ chẳng phải mới đây thôi. Bạn cũng như thế, cũng phải dậy sớm, nhưng nhiều khi bạn cũng còn phải thức khuya vì công việc. Thời gian qua bạn vẫn thấy mình luôn tiếp tục tiến về phía trước. Phía dưới chân bạn sẽ có vài viên đá nhỏ ngán đường. Chẳng sao hết, vì bàn chân bạn sẽ khẽ đá vào và hất văng nó ra chỗ khác. Bạn không tốn mấy công sức để có thể hất tung vật cản thô cứng ấy ra khỏi đường đi của mình. Nếu vẫn còn nhiều viên đá như thế nữa, bạn hãy cứ dùng lực vào đấy và rồi nó cũng sẽ nảy lên thôi. Cuộc sống luôn có những khó khăn và thất bại mang dáng dấp của viên đá thô cứng. Có đôi khi những tảng đá khác to hơn xuất hiện chắn ngang con đường chạm đến ước mơ của bạn, nhưng bạn vẫn mãi như thế nhé. Hãy cứ luôn cố gắng dùng hết sức mạnh để vượt qua, hoặc thậm chí dù phải nhích từng bước cẩn thận, lách qua cũng được. Bạn phải có đủ khả năng để tiến về phía ước mơ của mình. Và đêm nay, bạn cũng cho phép bản thân rảo bước. Hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi. Khí trời buổi đêm thật tinh sạch, như không lẫn chút khói bụi nào. Hơn hết, sáng nay trời còn vừa đổ mưa lớn. Những giọt nước mưa mát lành như gội sạch cả khu thị trấn nhỏ. Giờ bạn sẽ khẽ khàng thở ra thật nhẹ. Ngay lúc này đây,
bạn chẳng cần phải vội vã vì bất kỳ điều gì cả. Cứ chậm chậm, tận hưởng từng thoáng không khí mát lành, tinh sạch. Và biết đâu, những mệt mỏi trong lòng bạn cũng nương theo làn hơi thở mà bay xa, tan hẳn vào thinh không. Thỉnh thoảng, bạn hãy tự cho phép mình có những phút giây thư giãn như thế. Công cuộc mưu sinh không thể tránh khỏi. Nhưng khi sống trên cuộc đời này, một trong những điều quan trọng nhất không phải là hạnh phúc hay sao? Thị trấn sẵn sàng đón bạn về, và tấm áo choàng của chàng kỵ sĩ cũng luôn sẵn sàng khoác lên bạn cái màu của sự tĩnh lặng, an yên. Ban ngày, những tiếng nói phát ra từ đứa trẻ trong tâm hồn bạn có thể bị lấn át bởi vô vàn âm thanh khác. Nhưng trong những giờ khắc im ắng thế này, bạn sẽ dễ dàng lắng nghe được một cách rõ ràng hơn. Trên con đường đã nhuộm màu thời gian, có một vài chỗ thủng mà người ta hay gọi là ổ voi, ổ gà, còn tùy thuộc vào kích thước lớn, nhỏ của nó. Những ổ voi, ổ gà ấy bây giờ ngập đầy nước của cơn mưa từ ban sáng. Màu nước không trong veo mà vẫn đục, không thể trông thấy được bên trong có gì. Cạnh đó, bầy kiến đang hành quân. Chúng cứ chăm chỉ làm việc luôn tay luôn chân như thế. Nhưng có lẽ không phải vì bị ép buộc. Có đôi lần bạn tự hỏi, liệu rằng loại kiến làm việc như thế có mệt không? Thật ra kiến có ngủ, nhưng giấc ngủ của chúng rất ngắn, rất nhanh, và lặp lại không dưới 80 lần trong ngày. Bầy kiến luôn ngủ và làm việc đều đặn như thế. Là một cư dân tí hon của thị trấn, chúng nép mình lặng lẽ, lao động bất kể đêm ngày. Cỏ dại cũng bắt đầu mọc lên từ trong mấy kẽ hở trước sân nhà ai đó. Về đêm, cỏ cũng ướt đẫm bởi những giọt sương lớn cứ phủ xuống. Mấy hạt sương long lanh như những viên kim cương dưới ánh sáng của đèn đường. Sương càng thêm lấp lánh hơn nữa, và cỏ cũng được tô điểm rõ hơn từng đường nét. Đêm đã khuya. Từ nãy đến giờ, bạn chẳng còn ý thức được về thời gian, cho đến khi nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Khi sương bắt đầu thấm trên người, cơn gió thổi qua càng ngày một lạnh hơn. Thị trấn vẫn tĩnh mịch như thế, vẫn im ắng vào giấc ngủ của riêng mình. Còn bạn đang về lại nơi chốn thuộc về mình, thuộc về thị trấn này. Bằng một cách nào đó, bạn có cùng sự kết nối với từng cư dân, từng sự sống ở đây. Thị trấn, dù đêm hay ngày, cũng vẫn bao bọc mọi thứ, kể cả những thứ mang dáng dấp rõ ràng, lẫn phiêu du đâu đó, như làn gió tinh nghịch. Và nó còn bao bọc cả cái nỗi hoang hoải, buồn lo thoáng trên nét mặt mỗi người sau những giờ làm việc hằng ngày. Kể từ buổi tối hôm nay đến những buổi tối sau nữa, bạn hãy cứ thế, cứ để mình được bao bọc giữa cái tĩnh lặng của đêm đen trong một thoáng. Cứ để làn sương đêm phả vào người một cách nhẹ nhàng. Cứ để màn không khí tinh sạch biến thành một chiếc máy lọc tự nhiên, xua đi hết những lo toan còn sót lại trong lòng. Giờ thì bạn hãy về nhà,
bạn sẽ được thưởng thức một bữa ăn thật ngon, và có lẽ sẽ được tắm bằng thứ nước đã được người nhà đun sẵn, ấm ấm, chứa đựng tình yêu thương. Sau đó, bạn đặt mình trên chiếc nệm dày mềm như nhung. Bạn thấy như nệm, như chăn cũng vừa khéo ôm lấy bạn vào lòng. Và bạn cứ từ từ nhắm mắt lại. Công việc hay nỗi lo toan nếu có của bạn đã được không khí lọc sạch hết rồi. Giờ đây, trước mắt bạn chỉ còn lại sự ôm ấp, ấm áp của cảnh vật vừa nãy. Lòng bạn thoải mái, bình yên vô cùng. Ngủ ngon nhé. Chúc bạn cùng những cư dân của thị trấn nhỏ này sẽ có được những giấc mơ thật dịu ngọt.